Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ luận giải một cái lá số cũng rất là hay. Đây là một gọi là cậu ấm ấy. Gia đình rất là điều kiện. Mẹ thì làm ăn kinh doanh, còn bố thì là quan chức cấp cao của tỉnh. Và ông này hiện tại đang làm ở trong cái ngành lực lượng vũ trang. Sau này cũng hướng tới là kế nghiệp của người cha. Mệnh ông này thì Thiên Phú ở đất Bình Hòa, đóng một cung Dậu, Thiên Phú Miếu Vượng Chi Cung, mặt tròn da trắng, ôn dung thuần hòa, thông minh và lắm tài ba, Lộc Quyền Khôi Việt lại ra sang giàu. Đấy, cái người Thiên Phú là cái bộ sao Lệnh Tinh đi với bộ sao Lộc Tồn đó. Thế nên là cuộc đời của họ nó cũng trong thế là cũng nhàn hạ, lại gặp được nhiều cái vấn đề may mắn về tiền bạc. Lộc Tồn đóng một cung Mệnh đúng không? Mới sinh ra người ta đã có được một cái phần thừa hưởng từ bố mẹ rồi. Hay Lộc Tồn, đây là cái mẫu người mà rất dễ gặp được cái may mắn đi với bộ sao Tang Môn. Vốn là cái mẫu người này thì đầu đời cũng là cái mẫu người mà khá là lan man, làm việc nó cũng không đến nơi đến chốn đâu. Người Tang Môn mà mẫu người mơ mộng khá là nhiều. Nếu mà không có cái sự giúp đỡ của bố mẹ, có khi bây giờ thì vẫn đang giật dẻo rồi. Mẫu người Tang Môn mà lúc nào cái suy nghĩ của họ cũng trong cái thế cũng lan man, làm việc này rồi lại nghĩ đến cái việc khác. Cái con người buổi đầu gọi là tuổi trẻ cũng khá là rong chơi đấy. Cái cung phụ mẫu của anh này khá là đẹp. Cung phụ mẫu có bộ sao Thái Âm Hiếu Địa đi với bộ sao Địa Kiếp đóng cái đất Tuần ở đây. Đấy, mẹ thì làm ăn kinh doanh cũng rất là tốt. Và bố thì là cái một người mà có cái chức có quyền, hóa quyền tả hữu chiếu về từ cái hệ thống của cung Tá Lách. Nó chính là cái cung Thiên Di của cái cung phụ mẫu đấy. Thế nên là cung phụ mẫu này trong cái thế rất là đẹp, người ta được nương tựa khá là nhiều. Thế nhưng mà bố mẹ và con cái cũng trong cái thế là cũng không được hợp nhau cho mấy. Cung phụ mẫu và cung mệnh ở trong cái thế mà lục hại với nhau. Phụ mẫu có thái âm với địa kiếp, vấn đề là kinh doanh buôn bán cũng trong cái thế là phát dã như lôi. Cũng có thời gian mà kinh tế là cái mức mà nó giá lại khá là yếu kém. Thế nhưng mà đấy, sau này vươn lên. Địa kiếp mà cái cách người ta kinh doanh là nó cứ phải là buôn gian bán lận. Đấy, kinh doanh của địa kiếp là cứ phải lên bờ xuống ruộng đá, tiền trở hậu thành. Và cái hệ thống của cung quan lộ của ông này có bộ sao thiên tướng đi với phong cáo nó. Thiên tướng đóng cung quan lộ cũng dễ được cái cách mà người ta giao cho những cái chức vụ quan trọng. Thiên tướng ở đây là cái bộ sao có thể làm về cái chức năng về điều hành được. Thế nhưng mà thiên tướng đóng cung quan lộ thì cũng có một cái gì đó nó vẫn hơi bị hiền lành một chút. Cái tính tình có vẻ nó cũng hiền hòa. Thiên tướng là cái bộ sao hành thủy mà. Thiên tướng là cái bộ sao văn tinh đấy. Thế nên là sau này sẽ đi theo cái nghiệp về chính trị. Thiên tướng đối cung nó sẽ có cái bộ sao ân quang thiên quý, có thiên diêu chiếu về. Đấy, thế nên là cái mẫu người này trong cái cung quan lộ vẫn được cái sự mà trợ giúp rất là nhiều. Trợ giúp rất nhiều từ cái cấp trên của mình, ân quang quý mà. Thế nhưng mà có cái thiên diêu chiếu về đấy. Thế nên là cái vấn đề về công danh này vẫn có một cái gì đó nó mờ mịt ở phía trước. Cái mẫu người này thì cũng khá là hiền lành thôi. Thiên phú đi với linh tinh mà cái mẫu người sau này cũng dễ là cái mẫu người mà rất là nổi tiếng đấy. Linh tinh nó tượng cho cái chuông mà nó tượng cho cái sự ái mộ của mọi người dành cho mình. Mệnh thì có thiên phú nó từ phú mà đi với cái bộ sao linh tinh ấy, sau này sẽ là cái người mà rất là có danh tiếng và cái kinh tế cũng rất là ổn định. Thiên phú đi với lộc tồn mà thiên phú nó vốn là cái kho, đi với lộc tồn là cái bộ sao tích trữ nữa. Cái mẫu người này cũng có xu hướng nó cũng tích trữ lắm. Mẫu người này cũng không ăn chơi mấy. Đấy, cung tài bạch này là cái bộ sao mà thiên mã mã khốc khách đúng không? Đi với cái bộ sao quốc ấn nữa. Quốc ấn gặp triệt rồi. Thế nên là cái của thời gian đầu đời cái kinh tế của họ nó vẫn dựa vào cái người bố người mẹ của mình khá là nhiều. Thế khi mà qua cái đại vận thứ ba đi ngoài 30 tuổi đi thì cái bắt đầu là người ta bắt đầu kiếm được tiền. Anh này bắt đầu là đầu tư đất này, lấy tiền bố mẹ đầu tư đất và cũng rất là thành công. Đấy, khi anh ấy mua đất từ cái năm 2021 và đến nay nó đã tăng gấp đôi rồi. Đấy, cũng rất có cái duyên. Các bạn có thể nhìn thấy cái cung điển trạch của ông này có cự môn, có hóa lộc, có địa không, có song hao ở đây. Cự môn đóng điển và có cả hóa lộc nữa, rất là có cái duyên về đầu tư đất đai. Và cự môn đóng điển thì cái đất nhà rất là đẹp đấy, nhà gần gần đường lớn này, gần những cái khu đô thị ồn ào này đấy. Và năm nay thì ông này được bố xây cho một cái nhà hàng cũng khá là to. Năm nay Lưu Lộc Tồn, Lưu Đào Hoa nhập vào hệ thống của cung điền. Hay cung điền mà có cự môn rất thích hợp để làm nhà hàng, rất là ồn ào gần những cái khu đông người. Và có địa không địa kiếp đúng không? Đây là cái cách mà thỉnh thoảng là người ta dây vào đất là người ta kiếm được. Thế nhưng địa kiếp vẫn là một cái
cái gì đó nó không bền được lắm. Và địa không địa kiếp đóng cung điền thì tất nhiên cái nền đất ở dưới nó phải hơi yếu một chút. Đấy, đào hoa thì với bộ so song hào, nhà đất trong cái thế là cũng rộng rãi và nó khá là đẹp đẽ. Thế nhưng mà cái bộ song hào đóng cung điền thì đất thường ở trong cái thế là đấy, đầu to đít nhỏ, bộ song hào đóng điền. Vấn đề mà chúng ta xây sửa nhà cửa nó hay mất tiền cho cái việc mà tu bổ nhà cửa đấy. Trong cái nhà cửa của mình nó dễ dậy có cái vấn đề hỏng hóc, song hao thể hiện cái chi phí ở trong vấn đề về mua nhà, mua đi rồi lại bán lại rất là nhiều lần đấy. Ông này cũng được bố cho một cái biệt thự khá là to ở biển đấy. Đấy, mà người mà có cái cung mà cung Điền Trạch nó khá là đẹp. Cái cung này nó có vẻ hơi giống cái cung Điền Trạch của ông Phạm Nhật Vượng, có cự môn, có không kiếp. Cái cách mà người ta phát dã như lôi từ cái nghề đất đấy, cung Quan Lộ nhị hợp với cung Điền, thỉnh thoảng ông này ông đá sang cái vấn đề đất thì được, còn cái vấn đề mà làm liên tục về đất ấy thì không ổn cho lắm. Địa không kiếp nó tượng cho cái thời thế, mà đây là cái người mà gọi chớp được cái cơ hội thôi, nó không phải là một cái bền vững về đất đai đâu. Không kiếp mà đóng cung Điền, bất cứ một cái nghề gì mà không kiếp đóng vào đó thì nó thể hiện tất nhiên nó sẽ là cái bất ổn rồi. Mà cái thời thế người ta thỉnh thoảng người ta vào người ta làm người ta chớp được một cơ hội thì rất là hay, nhưng mà không nên làm liên tục. Và cái cung phu thê của ông này các bạn có thể thấy cái bộ sao tử vi thiên phú, có bộ sao thiên diêu đóng ở đó. Tử phú nó tử vi là cái người mà hôn phối của mình, là một cái người mà cái tính tình đôi khi nó cũng hơi khó một chút, hơi khó gần đấy. Tử vi mà nó đi với cái bộ sao thiên diêu nữa, thiên diêu bất chính cả đôi mà liêm chinh viễn phối ở nơi bần hàn, thế nên là cả hai người đều có thể dính các cái mối quan hệ ở bên ngoài rất là nhiều. Thì rất là trùng hợp khi cái lá số của ông này và cái lá số của người vợ đều dính cái bộ sao thiên diêu, thế nên là cả hai người này họ đều dính đến các cái mối quan hệ ở bên ngoài. Tất nhiên là những cái người mà có tiền bạc một chút là bắt đầu là người ta sẽ dính nhiều đến các cái mối quan hệ ở bên ngoài, cái điều đó là không thể tránh khỏi được. Trong cái vấn đề về ngoại giao giao tiếp thì nó không thể tránh khỏi được cái vấn đề này. Đấy, và tử vi có phá quân, có quan quý nữa, mặc dù có bộ sao thiên diêu thế nhưng mà có cả quan quý đóng ở đây, nó là cái gì, nó là cái tình cái nghĩa. Người ta hết tình cảm với nhau nhưng mà người ta vẫn sẽ còn cái tình nghĩa với nhau, thế nên là cả hai người này đều biết là mình đối tượng người chồng người vợ của mình có cái nhân tình ở bên ngoài. Thế nhưng mà khi mà ở nhà ấy, thì người ta vẫn có một cái gì đó, cái trách nhiệm với nhau, một cái nghĩa vụ với nhau, đối xử với nhau vẫn vẫn rất là ân cần. Ông này thì rất là chăm chút cho gia đình, thân cư phu thê mà, cái mẫu người mà họ lo cho gia đình khá là nhiều, mặc dù mà có một số cái mối quan hệ ngoài luồng bên ngoài thế nhưng mà vẫn là một người rất chăm chút, quang thiên quý mà đóng cung phu thê. Vợ của mình là cái mẫu người mà cũng vượng phu bích tử, mà mẫu người mà cũng giúp cho gia đình nhà chồng khá là nhiều. Và cái tổ hợp như thế này, quang quý hoa cái như thế này, có phong cáo chiếu về, tổ hợp hóa khoa hóa kỵ, cái người vợ này người ta có một cái học thức khá là cao, và cái gia đình nhà cái người vợ này cũng có một cái kinh tế khá là ổn định, thế nên là vợ chồng ở trong cái thế mà tự lực tự cường, cũng không phải nhờ vả vào ai nhiều đâu. Đấy, thế nên là trong cái mối quan hệ vợ chồng ấy, nó cũng có một gì nó khá thoải mái mà. Hoa cái đóng cung phu thê, cái người vợ chồng của mình cái tính tình nó cũng khá là thoải mái và hai người là tự lực thôi, không bao giờ dựa dẫm với nhau đâu. Và cái cách này thì cái mối quan hệ đôi khi là nó hơi dở dở gương một chút, nửa bạn nửa nửa tình vậy, nửa bạn nửa người yêu. Cái cách quan hệ của nó khá thoải mái và cái tư tưởng của hai người nó kiểu như nó đồng cái tư tưởng với nhau đấy, nó không có cái sự khác biệt mấy, nên trong cái mối quan hệ nó sẽ có rất nhiều cái sự đồng điệu. Và cái người hoa cái thì tất nhiên là sẽ có cái cung nô của cái cung thê này, nó sẽ có đào hồng, thế nên là cái người vợ này cũng có nhiều cái người theo đuổi lắm. Và nhưng mà cái người hoa cái thì tất nhiên rồi, nhiều người theo đuổi nhưng mà cái tính tình của họ rất là khó. Hoa cái luôn đi với cái vòng thái tuế, thế nên là cái tính tình nó sẽ rất là khó tính, rất là khó ưa đấy. Cái tôi của họ rất là cao. Thì các bạn có thể thấy cái hệ thống của cung tật ách có cái bộ sao thái dương đóng cung tật. Vấn đề và mình và cái người bố sẽ có cái vấn đề, có cái mâu thuẫn rõ ràng là sẽ không hợp với cái người bố đâu. Thái dương nó cũng chủ về cái vấn đề về trí não hay vấn đề về thần kinh khá là nhiều, khi mệnh đi với cái bộ sao linh tinh tam môn nữa. Hay thế nên là cái mệnh của mình đấy, có linh tinh ở đây nó thể hiện cái suy nghĩ của mình. Ông này ông ấy mắc một cái bệnh về tâm lý, một cái tật nhỏ thôi, chung là đầu óc nhiều lúc nó sẽ không được bình thường đâu lắm.
Đấy, và cái tổ hợp của tả hữu hóa quyền thái dương đóng ở đây người ta dễ mắc, sau này dễ mắc một số cái bệnh ví dụ như là thoái hóa khớp này, mắc một số cái bệnh như là tiểu đường hay cao huyết áp này, thái dương mắc bệnh về cái hệ thống về thần kinh máu huyết rất nhiều. Đấy, và cái cung thân của ông ấy là thân cư thê, cái mẫu người mà sống vì gia đình khá là nhiều, và đây là cái mẫu người mà họ sống họ rất là chăm lo gia đình, nhưng mà thân mà lại có tự phá với thiên diêu thì cái mẫu người này, cung thân cũng rất là vất vả, cái hậu vận sau này cũng trong cái thế là cũng rất là vất vả, lận đận bôn ba khắp nơi đấy, nhưng mà thái tuế có thiên diêu người ta dễ sa đà vào các cái tệ nạn. Vấn đề là cái cung thân này thì hậu vận sau này cũng có phần cũng vất vả, lên voi xuống chó, tử phá mà ân quang kim quý để mà lên được cái mức cao thì rất là khó, rất là vất vả. Cái người này cái mệnh là tang môn, mà người tang môn này giỏi lo về cái vấn đề hậu cần thôi, để mà người ta đi đầu trong một cái sự việc thì nó hơi khó một chút, và cái mẫu người này lo nghĩ khá là nhiều đấy, khuôn mặt nó hơi bị sầu một chút, linh tinh đóng vào mệnh, mà hỏa linh ở mệnh thì hình dung bi sầu đi với bộ tang môn nữa, mặt hơi buồn một chút. Con người nó cái tính tình sống cũng vui mà anh cũng thoải mái, mà người ta sống về tinh thần là chính. Thì sau đây là mình xin hết về cái lá số này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.